chào mừng toàn thể các quý vị khán thính giả đang nghe truyện trên kênh audio truyện hay. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và có những phút giây thật thư giãn khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh để tiện cho việc theo dõi nha các bạn. Kỳ này chúng ta cùng nghe truyện. Yêu lại vợ cũ. Phần 1 Thẩm nhược dai mở cửa bước vào nhà tiện tay bật điện cả căn nhà bừng sáng, mang túi sách vất lên ghế sofa trong phòng khách vào trong bếp lấy trong ngăn kéo một gói mì, bóc vỏ cho vào bát lớn. Đun một ấm nước sôi, đập thêm quả trứng vào bát. Đổ nước sôi đặt lên một chiếc để bê ra ngoài phòng khách. Ngồi xuống sofa cô liền nhìn thấy tờ đơn xin ly hôn trên bàn trà. Thẩm nhược dai cầm tờ giấy lên xem đọc qua một lượt đến phần chia tài sản. Sau khi ly hôn cô được căn nhà đang ở và một chiếc xe, cùng với 10% cổ phần của tập đoàn thịnh vượng đãi ngộ đúng là rất cao tập đoàn thịnh vượng là tập đoàn phát triển nhất bây giờ rất nhiều người sức đầu mẹ tráng vì một chút cổ phần nhỏ bé của nó vậy mà cô chả mất chút công sức nào cũng có được thẩm nhược giai mở bát mì hương thơm nghi ngút gấp một miếng mì dù vàng rơi trúng đầu thì cũng phải no cái bụng trước thẩm nhược giai vốn là đại tiểu thư họ thẩm năm cô năm tuổi mẹ cô tai nạn mất sớm bố cô đi thêm bước nữa có thêm con một trai một gái. Cô sống trong thẩm gia cũng không dễ dàng gì. Năm 20 tuổi công ty bố cô có biến đúng lúc này lão Âu Gia Gia xuất hiện muốn cô gả cho đại thiếu gia họ Âu. Để giữ tài sản bố cô không ngần ngại liền mang cô đi bán. Ngày đầu tiên hai người gặp nhau cũng chính là ngày cưới. Lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Thiên cô đã biết anh cũng không tình nguyện lấy cô hai năm qua hai người gặp nhau không quá năm lần cũng không nói với nhau câu nào đối với cô âu dương thiên luôn vẻ mặt ngàn năm không đổi thẩm nhược giai cũng không có cảm tình gì với anh ngoại trường ngày lễ tết phải về nhà ông nội ra bình thường anh sẽ không về nhà đi đâu ở đâu sống ra sao cô hoàn toàn không biết vốn nhà họ âu cũng không thích cô gia thế hai nhà quá chênh lệch nhau nếu không phải ngày sinh cô hợp với âu dương thiên Xem ra ngay cả gặp mặt anh, cô cũng không có cơ hội. Ở Âu gia chỉ có ông nội là người thực sự thương cô, người vừa mất, Âu Dương Thiên liền như chim ưng tung cánh lập tức ly hôn, Thẩm Nhược giai biết ngày này sớm muộn cũng đến, cô không hề bất ngờ hay ngỡ ngàng. Ăn xong bát mì, Thẩm Nhược giai lấy trong túi ra chiếc bút máy đặt bút ký một chữ đặt lại tờ giấy, đồng thời gạch bỏ số tài sản được nhận trên tờ đơn. Những thứ không thuộc về cô sẽ không nhận. Thẩm Nhược Giai để lại tờ đơn vào vị trí cũ đứng dậy trở về phòng thu xếp đồ đạc bản thân. Sống hai năm ở đây đồ cô cũng không có nhiều, vài bộ quần áo cộng thêm mỹ phẩm vừa đủ một vali đồ, hai năm sau. Trong quán ba rập trình ánh đèn xanh đỏ nhảy điên cuồng trên nền đen, đám người điên cuồng lắc lư, thẩm nhược Giai lão đảo bước ra khỏi cửa tay vẫn nắm chặt bản hợp đồng khó khăn lắm mới ký được. Cô ngồi lên chiếc taxi trở về khách sạn đã thuê vì hợp đồng này cô phải đi một đoạn đường rất dài. Còn phải đến hầu rượu đám sói đội lốt người, kinh tế khó khăn công việc làm ăn không dễ dàng gì. Trở về khách sạn cô lão đảo ấn nút cầu thang máy đi đến mở cửa phòng, đẩy một cái là mở, cô không suy nghĩ gì vứt bỏ đồ lung tung khắp phòng tiến tới chiếc giường phía trước ngã lên trên nó ngủ một giấc. Thẩm nhược dai vừa nằm xuống bóng đen bao phủ lấy cô. Sáng sớm hôm sau, thẩm nhược dai khó chịu xoay người, toàn thân lại như mất đi sức lực, đau nhức. Cô mơ màng mở mắt nhìn trần nhà tinh xảo trước mắt nhìn có chút xa lạ. Xoay qua nhìn bên cạnh đồng tử mở lớn chút nữa ngã khỏi giường. Thẩm nhược dai bật dậy nhặt lại quần áo trên đất, nhanh chóng rời khỏi phòng, nhìn số phòng trên cánh cửa. Chết tiệt 109 sao lại thành 106, chó hơn, người đàn ông vừa rồi không phải chồng cũ của cô sao sao anh ta lại ở đây hai năm chung sống không xảy ra chuyện gì hai năm sau lại cùng anh ta tình một đêm cô đúng là số chó nằm không cũng trúng đạn là sao thẩm nhược giai lấy thẻ trong túi trở về phòng đối điện đúng rồi đêm qua cô không hề mở khóa cửa phòng chỉ đẩy cửa vào cô đúng là ngu ngốc thẩm nhược giai tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng thu đồ đạc bản thân rời khỏi khách sạn chạy ra sân bay cô sắp muộn chuyến bay về thành phố ánh nắng chiếu vào căn phòng âu dương thiên dùng tay che đi ánh nắng quay người lại đối điện đã không còn dấu vết chỉ còn vệt máu đỏ trên ga giường trắng tinh nhiều năm trong sạch không ngờ đêm qua anh lại bị người con gái thu hút trước giờ âu dương thiên chưa từng có tai tiếng cũng chưa từng có người nào thành công dùng phụ nữ với anh trong giới kinh doanh anh chính là kẻ khó nhằn nhất âu dương thiên dựa vào thành giường cầm điện thoại ấn dãy quen thuộc bên kia truyền lại tiếng túc dài alo tiểu tiêu sáng sớm nhận điện thoại còn đang ngái ngủ a à, tiêu giúp tôi kiểm tra camera khách sạn tìm ra người phụ nữ vào phòng tôi đêm qua do ai sắp xếp có mục đích gì giọng nói không chút cảm xúc rất khó đoán xem ruốc cuộc anh có biểu cảm thế nào âu dương thiên nhớ trên người phụ nữ đó có mùi rượu không thể che đi mùi hoa bưởi nhẹ nhẹ trên tóc cô ta hương thơm đó rất dễ chịu khiến anh nhớ đến một người lại không thể nhớ rõ là ai thẩm nhược gia làm thư ký tại một công ty thực phẩm nhỏ trong thành phố sau khi rời khỏi âu gia cô không trở về thẩm gia cũng không nói chuyện bản thân đã ly hôn cô không muốn ba mẹ con nhà đó sung sướng trước mặt cô thẩm nhược gia chọn thuê một căn hộ nhỏ ở gần nơi làm việc mặc dù hơi bé được coi là sạch sẽ an ninh tốt lại gần trung tâm giá cả vừa phải sau khi trở về thành phố không bao lâu công ty cô vốn bình yên trên thị trường lại gặp sự cố về tài chính bị một công ty lớn thu mua lại trước mắt mọi nhân viên đều khủng hoảng trước tình cảnh không báo trước mọi hợp đồng đều bị rút vốn về thẩm nhược dai chạy đi chạy lại các công ty đối tác mệt đến nỗi bở cả mồ hôi tai vẫn không tránh khỏi nguy cơ đổi chủ nhân mới. Sau khi bị thu mua, rất may tất cả nhân viên đều được giữ lại ở vị trí cũ. Sau khi đổi chủ tất cả hợp đồng cũ đồng loạt ký kết lại còn thêm nhiều hợp đồng mới phải xử lý, thẩm nhược dai lại lần nữa bận tối mặt mũi, mà ông chủ mới đã hơn một tháng vẫn chưa từng xuất hiện tại công ty. Giám đốc cũ vẫn tạm thời giữ chức vụ cũ, chỉ là làm thuê cho chính công ty mình đã xây dựng lên. Nghe nói công ty nhỏ bé của cô được một tập đoàn lớn thu mua, vốn chả là gì trong mắt ông chủ mới. Như mọi ngày cô vẫn đến công ty làm việc, không khí ngày hôm nay lại cực kỳ khác lạ, mọi người đều lau chùi một lượt cả buổi sáng. Tầm hơn 3 giờ chiều mọi người đều điều chỉnh lại thái độ và quần áo, nghe nói giám đốc công ty mẹ sau một tháng thu mua, quyết định đến thăm công ty. Thẩm Nhược Giai có rất nhiều việc để làm không chú ý đến điều này. Trong lúc cô đi đưa văn kiện đến các phòng ban, không may va vào một người đàn ông. Á, à, ngực người đó rất cứng như muốn đập vỡ đầu cô vậy. Thẩm Nhược Giai xoa xoa chỗ sưng. Cô đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn đường đi hả? Vì giám đốc cũ không biết phải trái liền la cô. Được rồi, không sao. Thẩm Nhược Giai nghe giọng nói, giật mình đánh rơi tài liệu xuống đất nhìn anh. Không phải chứ? đừng nói tập đoàn thu mua công ty cô là thịnh vượng. Câu trả lời trước mặt cô chính là đúng vậy đó. Âu Dương Thiên từ cao nhìn xuống bộ dạng luống cuốn nhặt tài liệu của cô, anh vẫn chưng ra bộ mặt ngàn năm không đổi. Hai năm bên nhau, hai người gặp nhau chưa tới năm lần, hơn nữa đã chuyện của hai năm trước, nhất định anh sẽ không nhận ra cô chứ. Cô không làm sao chứ? Âu Dương Thiên lịch sự hỏi cô. Không, không sao thẩm nhược giai ấp úng trả lời âu dương thiên không hỏi thêm liền rời đi thẩm nhược giai thở phào nhẹ nhõm xem ra anh ta không nhận ra cô thật cũng đúng thôi anh bận trăm công nghìn việc làm gì để ý đến một cô vợ bé nhỏ chưa gặp nổi đến năm lần của bản thân âu dương thiên đi qua cô cánh môi trong tích tắc không tự chủ công nhẹ sáng ngày hôm sau thẩm nhược giai nhận được giấy chuyển công tác về công ty mẹ chức vụ thư ký giám đốc không phải là Âu Dương Thiên sao? Không lẽ anh đã nhận ra cô? Không thể nào, cô và anh đã ly hôn. Trước đây anh luôn có một thái độ cách xa cô càng xa càng tốt. Sao có thể muốn cùng cô ở một chỗ? Chả lẽ đến thời kỳ cô phải nghỉ việc? Nhưng mà nghỉ rồi, lấy đâu ra tiền đóng tiền nhà? Còn cả sinh hoạt phí thời buổi khó khăn, sinh việc không dễ dàng. Hơn nữa cô luôn cảm thấy công ty mình gặp biến cố thực sự kỳ lạ nếu mua được một công ty dễ dàng như vậy mua thêm vài công ty thực sự không khó khăn gì nghĩ thế nào cô cũng thấy bản thân không có đường lui thẩm nhược giai cầm giấy tờ đến tập đoàn thịnh vượng phong tài vụ nhận giấy tờ xác nhận đúng liền đưa cô đến phòng thư ký trong phòng ngoài thư ký trưởng lưu ra còn hai người nữa là tiểu hồng và mạc hoa nghe nói Lưu Thư Ký đã làm việc hơn 10 năm ở đây. Năng lực rất cao, đã ngoài 30 tuổi lại rất xinh đẹp, bộ đồ công sở bó sát lộ rõ đường công cơ thể đẩy đà. Thẩm Nhược Giai vừa nhìn Lưu Thư Ký không khỏi tặc lưỡi khen ngợi, người phụ nữ khiến người phụ nữ khác vừa nhìn đã yêu thích nói chi đàn ông. Mạc Hoa và Tiểu Hồng cũng là những cô gái đôi mươi xinh đẹp đầy sức sống, trẻ trung, năng động. Thẩm Nhược Giai đến đây làm việc, công việc không hề ít đi so với công ty cũ phòng có bốn người lúc nào cũng trong tình trạng quay cuồng mọi chuyện hỗn loạn ngoài thư ký trưởng lưu ra những người khác rất hiếm khi gặp được âu dương thiên đúng là cô đã nghĩ quá nhiều rồi thẩm nhược giai làm việc ở đây gần một tháng nếu không tăng ca cũng phải mang việc về xử lý gần đây cô thấy cơ thể không được khỏe rất mệt mỏi lại chút khó chịu không thiết ăn uống công việc lại nhiều cơ thể suy nhược trầm trọng. Thẩm nhược dai bỏ bữa sáng, làm việc đến tận trưa ăn vài thì cơm với quả trứng, chút nước canh chua lại không muốn ăn, bỏ cả khay cơm. Đến chiều, thẩm nhược dai cảm thấy bản thân không ổn, đứng lên ngồi xuống chóng mặt, mọi thứ tối trầm lại trong phút chốc. Gần 3 giờ chiều thẩm nhược dai cảm thấy thực sự không trụ nổi vừa, cầm tài liệu đứng dậy liền chóng mặt ngất đi âu dương thiên vốn đang học trong phòng nghe thấy ồn ào bên ngoài khó chịu bước ra ngoài chuyện gì vậy tiểu giai ngất xỉu rồi lưu thư ký trưởng sợ hãi ấp úng nói trước khi thẩm nhược giai chuyển đến đây giám dốc đã đặc biệt dặn dò cô phải chăm sóc cô nhóc này cẩn thận gần đây thấy cô nhóc có chút mệt mỏi cô đã cố tình giao ít việc cho cô nhóc vậy mà vừa đứng lên đã ngã xuống làm mọi người sợ tái mặt Âu Dương Thiên Châu mày đi tới nhìn cô nằm dưới đất, cuối người bế cô lên trước mặt mọi người. Anh nhìn cô gái nhỏ trong lòng hình như còn gầy hơn trước, bước vào thang máy riêng. Lưu thư ký cầm theo túi của thẩm nhược dai và bản thân chạy theo sau anh ấn nút đi xuống tầng hầm. Âu Dương Thiên đặt cô vào trong xe, Lưu thư ký cũng tự động mở cửa ngồi vào phía sau cùng hai người tới bệnh viện. Sau khi đưa vào cấp cứu Lưu thư ký luôn nhìn đồng hồ, gần đến 5 giờ chiều cô vẫn chưa được đẩy ra, trong lòng Lưu Lạc Vân có chút lo lắng. Cô về trước đi. Âu Dương Thiên vốn im lặng cuối cùng nói một câu. Vậy tôi về trước, có việc gì anh gọi điện cho tôi? Lưu Lạc Vân để lại túi của cô cho anh rồi rời đi. Cô vừa đi không bao lâu thẩm nhược dai được đẩy ra đến phòng hồi sức. Âu Dương Thiên thấy cô được đẩy ra đứng dậy đi đến chỗ bác sĩ. Cô ấy sao rồi? Âu Tổng yên tâm hiện tại thiếu phu nhân không sao, chỉ là suy nhược cơ thể. Có thể do ngán thời kỳ đầu mang thai, chỉ cần tẩm bổ một chút sẽ không sao nữa. Bác sĩ Vương từ tốn nói. Bác sĩ Vương vốn là bác sĩ gia đình Âu Gia, lúc đám cưới hai người có tham gia. Sau này hai người ly hôn chỉ có bố mẹ anh biết chuyện. Vốn rất ít người biết chuyện. Hôm nay ông gọi cô thiếu phu nhân cũng không có gì sai. Âu Dương Thiên cũng không muốn giải thích chuyện quan trọng hơn ở phía sau. Mang thai. Đúng vậy, ít nhất cũng 8 tuần rồi. Còn rất nhỏ, đợi thời gian nữa siêu âm sẽ rõ hơn. Chuyện này tạm thời ông giúp tôi giữ bí mật, đừng để ai biết. Được, Âu Tổng yên tâm. Bác sĩ Vương gật đầu đồng ý, nhiều năm trong nghề ông hiểu rõ một đạo lý, chuyện không liên quan đến mình không lên nhiều lời. Âu Dương Thiên sắp xếp cô vào phòng VIP bệnh viện, phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường bệnh. Ngoài ra có sofa cho người nhà có thể qua đêm ở đây, TV, tủ lạnh, bình nước đều chuẩn bị cẩn thận, nhà vệ sinh cũng khép kín trong phòng. Âu Dương Thiên ngồi bên cạnh, lần đầu tiên anh tỉ mỉ ngắm nhìn cô, dù không được cho là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng được coi là chim sa cá lặng, khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng hài hòa, dịu dàng, vẻ đẹp người phụ nữ Á Đông nước da trắng nõn có chút non nớt, mái tóc đen ép thẳng đơn giản, rất hợp khuôn mặt thuộc nữ cô. Mặc dù không đến mức vừa gặp đã yêu cũng khiến người ta sao xuyến không thôi. Thẩm nhược dai ngủ một giấc cuối cùng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra cô thấy người đàn ông đối điện, mái tóc đen vuốt ngược, ngủ quan sát bén, âu phục thẳng phiêu không một nếp nhăn. Chỉ có hai từ thôi chính chắn. Cô biết mình mang thai không? không đợi cô tỉnh táo Âu Dương Thiên đã đánh phủ đầu cô. Cái gì? Thẩm nhược dai nghe câu hỏi bất ngờ bật dậy, ngơ ngác nhìn anh ánh mắt đầy nghi ngờ. Mang thai, tôi sao? Âu Dương Thiên nhìn thấy thái độ của cô, đủ biết cô không hề hay biết tình trạng bản thân. Ngay từ đầu anh vốn không để ý đến cô. Lúc ông nội ép anh lấy cô. Lúc đó cô mới 20 tuổi, anh đã 30 tuổi, cách nhau những 10 năm là cả một thế hệ, anh vốn coi cô chỉ là đứa trẻ mới lớn không cần quan tâm. 4 năm sau, đứa trẻ đó mang thai con anh, điều này khiến anh rất đau đầu. Đối mặt tình một đêm đúng là tác hại không nhỏ. Thẩm nhược dai mở tròn hai mắt, mang thai sao có thể chỉ một đêm? Sao cô có thể mang thai được? Thậm chí cô còn không chút ấn tượng nào về đêm hôm đó, vậy mà cô lại có con với chồng cũ. Câu chuyện này có phải ngày càng cẩu huyết hơn rồi. Xin đứa bé ra. Anh, anh nói cái gì? Thẩm nhược dai tái mặt nhìn anh. Tôi nói cô xin đứa bé ra. Âu Tổng, anh nghĩ nhiều rồi. Chuyện tôi mang thai không liên quan gì đến anh. Xin hay không là quyền tự do của tôi. Cô nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Ánh mắt anh trở lên sắc bén, từng câu chữ đều nghiến răng kèn kẹt. Thẩm Nhược Giai liền cảm thấy sợ hãi, không lạnh mà run rẩy. Cô chưa từng nhận mình là người thông minh, cũng không đến nỗi ngốc nghếch không hiểu chuyện. Nhất định anh đã biết đứa bé trong bụng cô là của ai. Âu Dương Thiên ghé sát tai cô thì thầm: Bốn năm trước Thẩm thì xảy ra biến cố, bốn năm sau Thẩm thì có biến cố hay không? Chuyện này phải dựa vào đại tiểu thư Thẩm gia rồi. Thẩm Nhược Giai không tự chủ run nhẹ thì ra ngay từ đầu họ đã tính kế trước rồi. Anh không cần uy hiếp tôi. Thẩm gia và tôi không còn liên quan nhau nữa. Người ta từng nói, kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ không có gì để mất. Thẩm nhược dai lại quên mất vế sau, người đáng sợ nhất chính là người có tất cả mọi thứ trong tay. Cô ngang tàn thế nào cũng đâu bằng người đàn ông trước mắt. Ô vậy sao? tôi nghe nói trước đây thẩm thị vốn là thuộc tài sản nhà họ hứa âu dương thiên ngồi xuống ghế nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô anh biết trận chiến này vốn dĩ không cần tốn sức trước đây mẹ cô là hứa giai kỳ con gái độc nhất họ hứa hứa gia không giàu có gì chỉ có một sĩ nghiệp may mặc nhỏ là do cả đời ông ngoại cô xây dựng sau này mẹ cô lấy thẩm bảo lâm một thanh niên nghèo từ quê lên được cái chăm chỉ, thật thà, cũng có đầu óc kinh doanh ngày càng đưa xí nghiệp thành một công ty may mặc, dù có chút danh tiếng cũng không phải to lớn gì. Sau này ông ngoại qua đời, để lại cho con gái mình là Hứa Gia Kỳ. Lúc đó đang mang thai 8 tháng, không nghĩ ngợi nhiều bà lại giao cho Thẩm Bảo Lâm làm chủ, từ đó được đổi thành Thẩm thị bây giờ. Trước giờ vẫn chỉ là công ty nhỏ bé, không đáng nhắc tới đến khi cô gả cho Âu Dương Thiên thẩm thị được vốn đầu tư lớn lại thêm cái mát thông gia với Âu Gia, bốn năm nay thế lực phát triển lại so với thịnh vượng không bằng con kiến. Thẩm nhược giai có thể không quan tâm đến thẩm gia, nhưng thẩm thị là tâm huyết cả đời ông ngoại, cô bỏ mặt được sao? Thẩm nhược giai nắm chặt tay móng tay đâm vào lòng tay. Cô phải làm sao đây? Xin đứa bé ra, tôi giúp cô lấy lại thẩm thị. Âu Dương Thiên ngồi thẳng người giọng nói nghiêm nghị. Thẩm Nhược Giai trận tròn mắt nhìn anh, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng có thể lấy lại được thẩm thị. Được, tôi xin. Anh phải giữ lời. Không thành vấn đề, hợp tác vui vẻ. Âu Dương Thiên đứng dậy chỉnh lại áo khoác trời đi. Thẩm Nhược Giai đặt tay lên bụng mình, đứa bé này phải làm sao đây? Thẩm Nhược Gia hiểu rõ một khi sinh đứa bé ra cô sẽ không có cơ hội gặp được nó bỗng nhiên thẩm nhược dai bật cười lớn. Thì ra cô cũng giống thẩm bảo lâm, vì lợi ích bản thân mà mang con mình ra trao đổi, thực nực cười, vậy mà cô đã từng oán hận ông ta. Âu Dương Thiên năm nay đã 34 tuổi, có một đứa con cũng không có gì là to tác, cũng đâu phải anh nuôi không nổi. Chuyện đứa bé đâu làm khó được người như anh. Âu Dương Thiên từ bệnh viện trở về nhà lớn Âu Gia sau khi ông nội mất bố mẹ anh chuyển về đây sống là căn biệt thự lớn nằm vị trí đắc địa khu tư nhân đứng trước căn nhà lớn ánh đèn chiếu sáng khu vườn hoa hồng lung linh như trong câu chuyện cổ tích trước giờ bố anh luôn là người sợ vợ mọi chuyện đều nghe theo lời mẹ anh chỉ cần một lời bà không cần biết đúng sai đều được bố anh thực hiện sau giờ mới về đã dặn phải về sớm làm sao lại để con gái người ta chờ thế được lưu tuyết vừa thấy con trai về đã liền đi ra oán trách hôm nay bà đặc biệt mời lâm ánh yên qua nhà chơi vốn muốn mai mối cho hai người bác gái anh tiểu thiên còn bận nhiều việc bác đừng oán trách anh ấy nữa anh tiểu thiên mau vào ăn cơm đi vừa kịp lúc lâm ánh yên bê bát canh từ nhà bếp đặt vào bàn ăn nhẹ nhàng vỗ về bà Lâm Ánh Yên vốn là con gái bạn thân của bà. Hai người có thể coi là Thanh Mai Trúc Mã đã được Lưu Tuyết ngắm từ trước, nếu không phải ông bố chồng của bà một mực bắt Âu Dương Thiên lấy cái con gái nhà họ Thẩm gì đó thì không mối nhân duyên này đã thành từ lâu. Cũng may Lâm Ánh Yên vừa đi du học về, đúng lúc Âu Dương Thiên ly hôn, hai năm qua bà luôn cố ý bồi đắp tình cảm cho hai người, mà thằng con trai bà lại không khác gì cục đá vừa cứng vừa nặng, không chịu nghe lời nói đến lâm ánh yên mới thực sự khiến âu dương thiên đau đầu lâm ánh yên là nhị tiểu thư họ lâm trước cô có người anh trai là lâm thành tài năng và tướng mạo so với âu dương thiên không hề kém chỉ có một khuyết điểm quá cưng chiều em gái vì vậy mà nói lâm ánh yên chính là một nàng công chúa đổng đảnh khó chịu nhìn thái độ mềm mỏng thế kia không biết bao nhiêu lớp mặt nạ so với thẩm nhược giai đúng có chút thua xa lâm ánh yên từ bé thích âu dương thiên mặc định anh là của mình khi nghe tin anh lấy vợ tức giận đi du học hai năm sau nghe tin anh ly hôn lại một mực quay về vốn muốn nối lại tình xưa với anh ai ngờ âu dương thiên vốn chỉ coi cô như em gái trong nhà không chút tư tình thẩm nhược giai nằm viện hai ngày được trả về âu dương thiên đã đợi sẵn cô trước cổng bệnh viện vừa thấy cô liền lôi kéo ấn vào trong xe anh làm gì vậy thẩm nhược giai bất bình quát lên đưa cô về nhà. Thẩm nhược dai nhìn ra ngoài đường, đây đâu phải đường về nhà cô. Đây không phải đường về nhà tôi. Ý tôi là về nhà của tôi không phải của cô. Âu Dương Thiên chăm chú lái xe. Thời gian cô mang thai phải ở nhà tôi, anh bổ sung thêm. Tại sao? Tôi muốn về nhà mình, cô liền trợn tròn mắt nhìn anh. Không được. Dựa vào đâu chứ? Tôi không muốn con trai mình ở nơi ổ chuột đó." Thẩm Nhược Gia giận tím mặt, "Cái gì mà con trai, nếu con gái anh không cần sao? Còn gọi chỗ cô là ổ chuột, nó chỉ hơi cũ nát chút thôi mà." Thật ra cô biết rõ chỗ cô ở là chung cư cũ nát, có thể bị người ta phá bất kỳ lúc nào, hơn nữa cô hiểu rõ tranh cãi người đàn ông trước mặt chỉ có thiệt không có lợi. Đành im lặng nhìn ra ngoài, khung cảnh vừa xa lạ lại vừa gần gũi âu dương thiên dừng xe trước cửa căn nhà bốn tầng thẩm nhược giai biết rõ căn nhà này chính là căn nhà bốn năm trước ông nội tặng cho hai người lúc mới cưới ông nói ở nhà này tuy không lớn vừa đủ cho gia đình bốn người nhỏ bé mà ấm áp cuối cùng thì sao nó vẫn quá to với một mình cô sống vốn tưởng anh sẽ lại để cô sống một mình ở nơi này nào ngờ vừa mở cửa một dì khoảng 50 tuổi chạy ra lấy dép cho hai người. Thiếu gia, cậu đã về. Ừ, dì chu đây là thẩm tiểu thư tôi đã nói gì. Chào thẩm tiểu thư, dì chu cuối người chào cô. Thẩm nhược dai có chút ngại ngùng, dù sao bà cũng đáng tuổi cha chú của cô. Chào dì chu. Thẩm nhược dai cũng lễ phép đáp lại bà. Dì dọn căn phòng cho cô ấy đi tôi dọn sẵn rồi, chỉ đợi thẩm tiểu thư thôi. Cô lên phòng nghỉ đi, chiều sẽ có người mang đồ cô tới. Âu Dương Thiên quay sang nói chuyên với cô. Cần gì cứ nói gì chu. Nói xong anh xoay người rời đi. Dì chu đưa cô lên tầng hai mở cửa phòng giúp cô, đây không phải căn phòng trước đây cô ở sao. Mọi thứ vẫn yên nguyên như lúc cô đi. Thẩm tiểu thư, có vấn đề gì sao? vì chu thấy cô ngẩn người tưởng cô không thích căn phòng này lo lắng hỏi không có cảm ơn gì thẩm nhược giai mỉm cười phòng bên cạnh là của thiếu gia còn tôi ở tầng trên có gì cô cứ gọi tôi vâng cảm ơn gì vậy cô nghỉ ngơi sớm đi thẩm nhược giai gật đầu vào phòng đóng cửa cô ngồi lên giường nhìn căn phòng một lượt vẫn là chiếc giường lớn tủ quần áo đôi bàn trang điểm bên cạnh cửa sổ lối ra ban công bên ngoài. Chiếc tivi lớn bên cạnh tủ pha trà và nhà vệ sinh khép kín. Thẩm nhược dai có người lại một góc trên giường, cô lại trở về đây. Ngủ một giấc lúc tỉnh lại cũng đã quá giờ ăn trưa, dì Chu muốn gọi cô, lại sợ làm phiền nên không dám gọi. Thấy cô từ trên lầu đi xuống dì Chu nhanh tay cho đồ vào hâm nóng. Tiểu thư, cô tỉnh rồi cô đợi chút tôi hâm nóng đồ cho cô. Thẩm nhược dai đi vào bếp lấy cốc nước uống, gật đầu ngồi xuống bàn ăn. Dì chu bê lên vài món ăn như thịt bò xào hành, cá chiên giòn, hải sản nấu canh chua, hương thơm ngào ngạt khiến người khác đều cảm thấy đói bụng. Cô cảm thấy buồn nôn, toàn món dầu mỡ. Thẩm nhược dai che miệng chạy vào nhà vệ sinh, từ sáng chưa ăn gì giờ ngửi mùi lại ho khan khó chịu. Tiểu thư, Cô không sao chứ? Dì Chu lo lắng đưa cô cốc nước. Thẩm Nhược giai nhận lấy xúc miệng lắc đầu. "Dì Chu, dì giúp con nấu bát cháo trắng. Con thấy hơi khó chịu không muốn ăn cơm." "Cháo trắng sao? Được để tôi nấu cho cô. Chỉ cần cháo trắng đơn giản là được, không cần quá cầu kỳ đâu." Chút nữa dì mang lên phòng hộ con. Thẩm Nhược giai nói xong đi lên phòng nằm nghỉ. Âu Dương Thiên sau giờ làm trở về nhà thấy Dì Chu đang ngồi ngẩn người trong phòng bếp. Anh tự mình lấy dép thay vào nhà. Dì Chu, hôm nay có chuyện gì sao? Âu Dương Thiên bước đến gần, Dì Chu vẫn chưa phát hiện. Thiếu gia, cậu về sao không có tiếng động gì vậy? Tại vì chú tâm suy nghĩ quá thôi. Thiếu gia, hình như Thẩm tiểu thư không thích đồ tôi nấu. Âu Dương Thiên bất ngờ cho mày nhìn Dì Chu dì chu là người theo ông nội anh nhiều năm món ăn bà nấu còn ngon hơn cả khách sạn năm sau anh phải mặc giày đi xin người mà cô nhóc kia lại không thích sao dì chu có phải dì nghĩ nhiều rồi không món ăn dì nấu rất ngon hôm nay cô ấy không ăn gì hết chỉ có nửa bát cháo trắng âu dương thiên nghe vậy tráng nổi lên ba vạch đen xem ra cô nhóc này vẫn chưa học được bài học lại biến ăn nữa rồi dì chu là cô ấy mang thai bị nghén khó chịu dì nấu vài món thanh đạm là được rồi mang mang thai sao sao cậu không nói cho tôi biết sớm nhìn cô ấy ốm yếu vậy phải tẩm bổ nhiều dì chu lắc đầu thời trẻ ngày nay thật là để giữ vóc dáng liều mình ăn kiêng nhìn cơ thể đó xem gió thổi là bay âu dương thiên vốn muốn về phòng tắm rửa thay quần áo không hiểu sao lại đứng trước cửa phòng cô nhẹ nhàng mở cửa thấy bên trong không tiếng động, đi vào thấy thẩm nhược Giai nằm trên giường ông gối ngủ, chăn đá sang một bên. Âu Dương Thiên nhìn cảnh tượng trước mặt, lo lắng con trai anh được người mẹ trẻ ngay cả bản thân không lo nổi. Không biết tương lai sẽ ra sao? Anh chỉnh lại chăn cho cô, dù sao cũng có con rồi, tương lai còn dài, dạy bảo lại chắc chưa muộn. Thẩm nhược Giai ngủ cả ngày vừa xoay người mơ màng tỉnh dậy, Thấy anh đang trong phòng bật dậy kéo chăn Anh, anh làm gì ở đây? Sao có thể tự tiện vào phòng người khác như vậy chứ? Đây là nhà tôi, tôi đi đâu là quyền của tôi Thẩm Nhược Giai liền đỏ mặt Rõ ràng đây là nhà ông nội cho hai người Hơn nửa hai năm trước anh đã cho cô rồi Giờ mặt dậy nói nhà của anh Thẩm Nhược Giai quên mất Năm đó chính cô là người không chịu nhận căn nhà nói người ta mặc dày cũng không xem lại da mặt mình. Cô đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Âu Dương Thiên không thèm chấp cô rời đi. Thẩm nhược dai cả ngày chưa ăn gì cũng cảm thấy chút đói bụng, đi tắm thay một bộ quần áo mới xong liền xuống nhà bếp, xem có thể ăn được món gì. Dì Chu thấy cô dịu dàng đi tới kéo cô lại gần. Tiểu thư, cô có muốn ăn gì? Thèm gì để tôi làm cho cô? con không thèm gì cả chỉ muốn ngủ thôi vậy sao được hôm nay tôi muối ít củ cải trắng hay cô ăn thử xem phụ nữ quê tôi mỗi lần mang thai đều thích ăn món này vì chu kéo cô ngồi xuống ghế lấy trong tủ lạnh một lọ thủy tinh nhỏ gấp ra chút vào để mang ra bàn ăn đặt trước mặt cô thẩm nhược dai gấp một miếng chua chua ngọt ngọt giòn giòn thực sự rất dễ ăn ăn thêm miếng nữa lại miếng nữa dì chu đưa cô bát cơm liền nhận lấy tối nay dì chu nấu một bát canh rau luộc thêm chanh một đĩa thịt luộc và thêm con cá tráng giòn thẩm nhược Giai lâu lắm mới có cảm giác ngon miệng như vậy ăn cùng cá tráng không hề tanh lại rất ngon liền lúc ăn hết ba bát cơm dì chu thấy vậy thở thào nhẹ nhõm thẩm nhược Giai nghe tiếng chuông báo thức châu mày với tay tắt máy nhìn đồng hồ đã 8 giờ chết rồi lúc ở viện cô đã cài lại báo thức quên mất không đặt lại. Thẩm nhược giai vội vàng tắm, vệ sinh thay đồ công sở chạy xuống nhà thấy Âu Dương Thiên nhàn nhã uống cà phê buổi sáng. Tiểu thư, cô còn chưa ăn sáng vội vàng đi đâu vậy? Dì chu nhìn cô liền kéo lại hỏi. Dì à, con muộn làm rồi, không kịp ăn sáng đâu, con đi trước đã. Thẩm nhược giai vội vàng thay giày. Đứng lại, ăn sáng đi rồi đi. Âu Dương Thiên Lật trang báo. Đúng vậy, ăn sáng đã. Phụ nữ mang thai không lên bỏ bữa đâu. Dì Chu nhẹ nhàng khuyên bảo cô, nắm tay cô kéo đi. Sếp tổng nói vậy thì cô phải làm sao? Nghe lời chứ sao nữa. Thẩm nhược dai ngồi vào bàn ăn, dì Chu mang cho cô bát cháo trắng ăn kèm với trứng muối hơi mặn mặn rất dễ ăn. Cô phải công nhận rằng dì Chu nấu ăn rất ngon lại hiểu lòng người món ăn bà đều rất hợp khẩu vị cô. Ăn xong bát cháu cô xoa bụng mình, đứa bé này đúng là giúp cô có số hưởng ăn rồi. Âu Dương Thiên nhìn cô gấp tờ báo lại đứng lên. Ăn xong rồi thì đi thôi, còn lề mề nữa đến bữa trưa bây giờ. Thẩm nhược dai giật mình nhìn anh sắp bước ra khỏi cửa liền cầm túi chạy theo. Ngồi lên xe anh đến công ty đã là gần 9 giờ. Âu Dương Thiên lần đầu đi làm muộn, còn là ngày có cuộc họp sáng, anh để đám nhân viên ngồi chờ anh mỏi mòn, lúc đến công ty cô mới biết chuyện này, cũng may từ hầm xe đi lên tầng giám đốc cô có thể đi cùng thang máy riêng của anh mà không ai phát hiện. Nếu không, họ nhất định xào lăn cô luôn. Tiểu Giai, sao em đã đi làm rồi? Không ở nhà nghỉ ngơi thêm. Thấy cô Lưu Thư Ký nhẹ nhàng hỏi. Em đã không sao rồi muốn đến công ty làm việc. Công việc nhiều như vậy, cứ để mọi người làm thay, em thấy ngại lắm. Về là tốt rồi, em xử lý văn kiện này đi, có gì không hiểu cứ hỏi Tiểu Hồng. Chị đi học chút về. Lưu Lạc Vân đưa cô tập tài liệu rồi rời đi. Đám Tiểu Hồng và Mạc Hoa nhìn cô như kiến nhìn mật bu vào. Chuyện gì vậy? Thẩm Nhược Giai ấp úng hỏi, nhìn hai người. Khai mau, cậu và giám đốc rốt cuộc quan hệ gì? tiểu hồng dùng cây bút chỉ vào mặt cô thanh khẩn sẽ được khoan hồng mạc hoa cầm thước ngắn hướng phía cô mình và giám đốc thì có chuyện gì được chứ đừng có nói dối không chuyện gì xếp lại bế cậu đúng 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 thẩm nhược dai giật mình thì ra anh đã bế cô đến bệnh viện lúc đó cô ngất xỉu sao biết được sau đó cũng không hỏi tất cả tại tên âu dương thiên đó hai người nghĩ nhiều rồi, lúc đó mình bị ngất, bất kỳ người đàn ông nào cũng làm vậy thôi. Vốn chi xếp chúng ta người đàn ông thực thụ thẩm nhược giai nghĩ ra lý do bậy bạ nói, hai người kia liền tin cô. Buổi trưa lưu thư ký nhận điện thoại từ phòng giám đốc, thu xếp giấy tờ đi đến bàn làm việc thẩm nhược giai. Tiểu giai, em mang tài liệu này vào cho sếp tổng nha. Em à, thẩm nhược giai bất ngờ nhìn lưu lạc vân, trước giờ. Đây là công việc của lưu thư ký mà sao hôm nay lại bảo cô mang vào. Thẩm Nhược Giai chả cần nhìn cũng thấy hai ngọn lửa hừng hực trong phòng, đau khổ cầm lấy giấy tờ lưu thư ký đưa cô. Đứng dậy đi tới phòng giám dốc ở bên cạnh, mặc dù đã ở đây gần một tháng cô chưa từng vào đây. Cốc cốc cốc. Thẩm Nhược Giai gõ cửa phòng anh. Mời vào. Bên trong truyền lại tiếng nói quen thuộc. Thẩm Nhược Giai mở cửa bước vào trong. Căn phòng có một mặt làm từ kính, từ đây nhìn xuống con đường quanh co chỉ nhỏ bằng một cây bút chì, giữa phòng một bộ bàn ghế sofa lớn bên trái, Âu Dương Thiên ngồi trên bàn làm việc cầm cùi xử lý văn bản, sau lưng anh là hai tủ tài liệu lớn, bên phải có bể cá lớn, bên trong nuôi đôi cá rồng bên cạnh cánh cửa gỗ nhỏ. Thẩm Nhược Giai mang tài liệu đến trước mặt anh. Giám đốc, tài liệu của anh cần. Để ở đó đi. Âu Dương không hề ngẩng đầu nhìn cô chỉ đáp lại hờ hững. Trước đây cô luôn nghĩ, thái độ lạnh lùng của anh thật đáng sợ. Nhưng hôm nay cô phải thừa nhận cô đã sai, thái độ làm việc không biết trời đất của anh mới thực sự đáng sợ. Thẩm nhược Gia dường như nhìn thấy lớp khói đen đang vây quanh anh. Thực sự mà nói muốn coi chân chạy mà không thể nhấc chân lên được, áp lực này thật đáng sợ. Ăn cơm đi. Âu Dương Thiên vẫn không nhìn cô. Thẩm Nhược Giai nhìn trên bàn có hai hộp cơm đóng sẵn, lại nhìn đồng hồ đã 12 giờ 15 phút. Thẩm Nhược Giai vốn muốn mang cơm ra ngoài ăn, nào ngờ cô còn chưa kịp ra khỏi cửa nghe tiếng nói hàng học của Âu Dương Thiên. Tôi nói cô ngồi đó ăn. Thẩm Nhược Giai như con mèo xù lông nhìn phía anh. Không có động tĩnh gì, người đàn ông ấy hoàn toàn coi cô là không khí, không quan tâm thẩm nhược dai chịu thua thu lại bộ lông mèo mình ngồi trên ghế mở hộp cơm ra bên trong có bò xào đậu hà lan trứng cuộn chiên cá kho chuối và cơm trắng kèm theo một bát canh thập cẩm cà rốt su hào khoai tây và nấm tuyết đúng là cơm xếp tổng bình thường cơm nhân viên chỉ có một món mặn món rau và bát canh loãng thẩm nhược dai gấp hết đậu hà lan ra ngoài nắp hộp cô vốn dị ứng với loại đậu này ăn vào sẽ mẫn ngứa nặng hơn sẽ bị ngất xỉu cô lén nhìn âu dương thiên thấy anh vẫn đang chú tâm làm việc liền mở hộp cơm anh đổ vào sau đó coi như không có gì ăn cơm của mình mặc dù cơm nhà hàng năm sau cô vẫn không thấy ngon chắc cô lại nhớ nhung món củ cải chu ngọt của dì chu rồi ăn hết nửa hộp cơm thẩm nhược dai đứng dậy giờ tôi đi được chưa ăn hết chưa no rồi sau này không được kén chọn rau nữa. Thẩm nhược dai trọn mắt nhìn anh, không phải chứ, rõ ràng anh không nhìn cô mà, hay anh có mắt thứ ba trên trán vậy. Tôi bị dị ứng với đậu Hà Lan. Động tác đánh máy trong tích tắc ngừng lại, rất nhanh vẫn đánh máy như cũ. Tìm trong ký ức, hình như có chuyện này thật, tài liệu tiểu tiêu đưa anh có mục này lại quên mất, lần sau dặn nhà bếp mới được. Vào phòng ngủ đi thẩm nhược Giai trợn tròn mắt nhìn anh cái này có phải là quá ưu đãi rồi không được ăn còn được ngủ cánh cửa bên kia thấy cô vẫn đứng tại chỗ âu dương thiên tốt bụng nhắc nhẹ thẩm nhược Giai giật mình đi tới mở cửa phòng bên trong một chiếc giường lớn có kệ tủ giường một màn chiếu phim đối diện tủ quần áo lớn ở góc phòng tủ pha trà còn cả nhà tắm khép kín đây chả phải phòng vip ở khách sạn sao nó chui vào toàn nhà này thế nào vậy? Thật lòng mà nói rất nhanh cô đã không để tâm chuyện đó nữa, bởi cô rất thèm ngủ từ sau khi mang thai. Thẩm nhược dai ngủ hơn tiếng thì thức dậy, ra khỏi phòng đã không thấy Âu Dương Thiên đâu, hộp cơm trên bàn vẫn còn nguyên, đúng là người cùng công việc thật đáng sợ. Cô trở về phòng thư ký mọi người đều chưa trở về, bình thường 2 giờ mới vào việc, bây giờ mới 2 giờ kém chắc mọi người đi uống cà phê bên ngoài. Thẩm Nhược giai vẫn mệt mỏi gục trên bàn làm việc. Không bao lâu mọi người trở về, thấy cô ngồi ngủ trên bàn không nghi ngờ gì bắt đầu làm. Tăng làm Thẩm Nhược giai cố ý làm chậm công việc, cuối cùng ở lại một mình, ai biểu cô ngồi xe giám đốc đến công ty, giờ phải đợi anh trở về. Hơn 6 giờ Âu Dương Thiên kết thúc ngày làm việc thấy cô đang ngồi trong phòng thư ký, vừa ăn bim bim vừa chơi điện tử trong phòng, thực sự có cảm giác hưởng thụ cuộc sống xa hoa xem ra công việc cô rất nhàn rỗi thẩm nhược gia giật mình đứng dậy không khác gì bị sếp bắt gặp ăn vụng trong giờ làm ủa nhưng mà hết giờ làm rồi cô sợ cái gì không phải đợi anh sao anh trong đó hơn tiếng rồi đó thẩm nhược gia mạnh miệng cãi dù cho trời sập vẫn có đứa trẻ trong bụng sợ gì chứ vừa về đến cửa cô liền thay dép lao vào bếp chạy đến tủ lạnh lấy lọ củ cải trắng bốc miếng thả vào miệng, vị chua khiến cô thỏa mãn. Dì chu thấy vậy mỉm cười lắc đầu. Tiểu thư, cô không nên ăn vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu, dì chu phàn nàn nhìn cô. Thẩm nhược Giai lúc này vừa đói vừa mệt, làm sao còn để ý lời bà, bốc thêm miếng thả miệng, bỗng nhiên cô lại thèm kim chi. Âu Dương Thiên, anh ra mua cho tôi túi kim chi đi. Thẩm nhược Giai quay lại, thấy anh đang ngồi trên bàn ăn liền sai khiến. Phụ nữ mang thai thật lớn mật. Tại sao tôi phải mua cho cô? Âu Dương Thiên không thèm nhìn cô lấy một cái. Tại con trai anh muốn ăn, tôi đâu thích đồ ăn cay nóng như vậy đâu. Âu Dương Thiên nghĩ đến hộp cơm hôm nay cô ăn có một nửa. Thôi thì chiều cô vậy. Dù sao đây là khu nhà biệt thự, siêu thị ở đầu đường đi bộ tầm 30 phút anh đâu thể để cô đi bộ lâu vậy. Thẩm nhược dai thấy anh ngoan ngoãn lấy chìa khóa xe rời đi, cô cảm thấy mặt mình giờ có thể song song bầu trời luôn rồi. Nhìn trên bàn ăn hôm nay, dì chu đặc biệt hầm gà cho cô, còn có tôm xào thịt, canh sườn ninh khoai môn. Mặc dù thức ăn rất ít nhưng lại thấy đầy đủ các món. Đợi Âu Dương Thiên mang kim chi về, dì chu lấy ra đĩa nhỏ cho cô. Cô ăn liền ba bát cơm trắng, rõ ràng sáng còn làm mình làm mấy giờ lộ rõ bản chất tham ăn. Ăn xong liền lên phòng vuốt ve bụng nhỏ xem tivi đến gần 10 giờ, nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra mở. Dì Chu, có chuyện gì sao à? Tiểu thư, đây là sự thiếu gia kêu tôi pha cho cô, bảo cô uống trước khi đi ngủ, sẽ tốt cho cả mẹ lẫn con. Thẩm nhược dai nhìn cốc sữa châu mày, vừa ăn ba bát cơm xong giờ uống thêm sữa bộ cô là heo sao tiêu hóa nhanh vậy sao nhưng giờ con vẫn no lắm không uống được không tiểu thư đây là sữa bà bầu rất tốt cô nên uống đi dù sao tôi cũng pha rồi cô uống cho tôi vui dì chu nói vậy thẩm nhược dai chỉ có thể lấy cốc sữa uống một hơi trước mặt gì tiểu thư vậy cô ngủ sớm đi nha dì chu vừa lòng rời đi thẩm nhược giai lao nhà vệ sinh nôn hết thứ vừa uống ra trong dạ dày có chút khó chịu ngồi xuống sàn nhà ông bụng cô thật không ngờ mang thai lại khổ đến vậy khó chịu vô cùng sao vậy âu dương thiên phòng bên nghe tiếng động liền đi qua xem thấy cô khuôn mặt trắng bạch ngồi trên đất không có gì chỉ ngén thôi thẩm nhược giai lắc đầu âu dương thiên lấy cốc nước ấm đưa cô súc miệng Cùng lấy súc vài lần mới hết chua anh cúi người bế bổng cô lên người phụ nữ này mỗi lần bế lên lại thấy nhẹ đi vài phần anh làm gì thế cô hoảng hốt kêu lên cô nghĩ tôi có thể làm gì âu dương thiên đặt cô lên giường lấy chăn đắp cho cô tắt tivi chỉnh lại điều hòa bật đèn ngủ ngủ đi mai còn khó chịu chúng ta tới bệnh viện không cần đâu chỉ là hiện tượng bình thường thẩm nhược dai lắc đầu cô mới từ bệnh viện về giờ lại quay lại đó chắc cô phát điên mất âu dương thiên không đáp lời cô mà rời đi hôm sau cô dậy sớm hơn nhàn nhã ăn bữa sáng của dì chu cô vẫn không thể uống nổi sữa bà bầu nôn hết ra âu dương thiên không cần biết lý do liền lôi cô đến bệnh viện kiểm tra nhờ bác sĩ vương nên nhanh chóng có kết quả âu tổng cậu yên tâm mẹ con cô ấy rất khỏe không có vấn đề gì nếu cảm thấy không uống được sữa bà bầu có thể thay mấy loại sữa bột nhập khẩu cũng được chủ yếu ăn uống chút vậy mới không gầy quá lúc sinh rất mất sức thẩm nhược dai nghe vậy nhìn ông như vị cứu tinh cuộc đời mình sữa đó thực sự rất khó uống cuối cùng ngày hôm đó cô vẫn đi làm muộn vẫn vào phòng anh ăn cơm và ngủ lại hơn tiếng trong phòng anh Thẩm Nhược Giai cảm thấy Âu Dương Thiên thực sự đã thay đổi, chút dịu dàng còn có chút ấm áp. Cô nhanh chóng phủ nhận hết tất cả, anh tốt vậy chỉ vì đứa bé chưa đầy ba tháng trong bụng cô. Nhưng như vậy cũng tốt, không có tình cảm lúc trời đi cũng không quá khó khăn. Sau khi tan làm, Âu Dương Thiên cố tình đợi mọi người về hết, sau 15 phút đi ra ngoài. Hôm qua vì đợi anh cô lại ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe, mặc dù bác sĩ nói vậy trước đó ông có nói riêng anh thể chất cô yếu mang thai chuyện nguy hiểm cần chú ý hơn ăn uống cũng nên chia thành nhiều bữa như vậy dạ dày không bị áp lực cũng không nên chiều cô quá đồ chua cây nên hạn chế âu dương thiên không nói nhiều mỗi tuần cô chỉ được ăn cải muối ba lần kim chi hai lần ngoài ra sau khi ngủ dậy có bữa phụ nữa anh luôn cảm thấy có vợ mang thai thực sự rất nhiều việc phải lo anh lại vớ ngay cô nhóc vắt mũi chưa sạch thực sự đau đầu dưới sự giám sát của âu dương thiên và dì chu thẩm nhược dai vô cùng bất bình kháng nghị thất bại vấn đề lớn đến rồi sang tháng bụng cô nhô lên phải giải thích sao với đám người trong phòng thư ký còn hội bà tám trong công ty nữa trong lúc cô lo lắng thì âu dương thiên lại bình chân như vậy giống như chuyện này không liên quan gì đến anh vậy Thẩm Nhược giai ngồi trong văn phòng đánh văn bản, tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo. Tiểu giai, cậu ra sân bay đón mình đi. Bên kia truyền lại giọng nói dịu dàng. Thẩm Nhược giai không tin vào tai mình, nhìn lại số điện thoại gọi cho mình. Tiểu Mỹ, cậu về rồi sao? Thẩm Nhược giai xúc động nói. Nhìn đồng hồ mới 4 giờ chiều còn hơn tiếng nữa mới tan làm. Đúng vậy, cậu mau đến đón mình đi bên kia giang tiểu mỹ làm nũng với cô cậu xuống máy bay rồi sao mình còn chưa tan làm vậy mình đợi cậu ở sân bay cậu đợi mình một chút đúng lúc này cô nhìn thấy âu dương thiên cùng lưu thư ký đi họp về liền chạy tới chỗ hai người âu tổng trưởng thư ký lưu tiểu giai có chuyện gì sao lưu thư ký nhìn cô cười người khác không nhận ra chả lẽ cô lại không biết quan hệ thẩm nhược giai và âu tổng nhất định không bình thường thái độ với thẩm nhược giai cũng cẩn trọng hơn trước rất nhiều hôm nay tôi muốn về sớm chút có được không âu dương thiên chút châu mày quay sang nói với lưu thư ký bên cạnh cô về làm việc đi còn cô theo tôi âu dương thiên mở cửa bước vào phòng lưu lạc vân quay về phòng thư ký thẩm nhược giai mày nặng mặt nhẹ đi theo anh vào phòng làm việc âu dương thiên ngồi trên ghế để tài liệu lên bàn nhìn cô một lượt đánh giá vẫn bình thường không có dấu hiệu gì khác lạ khó chịu ở đâu thẩm nhược giai đứng nửa ngày vẫn không thể hiểu nổi câu hỏi của anh bỗng nhiên nhận ra anh đang hỏi cô có khó chịu ở đâu người đàn ông này thực sự tiết kiệm nước bọt không có hôm nay bạn tôi từ nước ngoài về tôi muốn ra sân bay đón cô ấy thẩm nhược giai nắm chặt vạt áo chết rồi nói vậy chả khác nào nói cô trốn việc đi chơi. Thẩm nhược giai mi đúng là ngu hết chỗ nói. Nghĩ đến nhà tư bản trước mặt không vắt kiệt sức lao động của mi thì thôi đi, giờ còn định trốn việc, gan mi đúng là to hơn rồi. Đi đi. Hả? Thẩm nhược giai trợn tròn mắt nhìn anh, anh cho cô về sớm thật sao? Tôi nói cô đi đón bạn cô đi. Âu Dương Thiên nhẫn nại nói anh cũng đâu ăn thịt cô cần gì phải sợ đến vậy tôi có thể ăn cơm ngoài không thẩm nhược dai được voi liền đòi tiên hai tháng này ở nhà anh ăn cơm của anh ngày nghỉ cũng ở với anh hôm nay được thả nhất định phải chơi đến bến về sớm chút gật gật không được bỏ bữa gật gật không ăn linh tinh gật gật đi đi Âu Dương Thiên nhìn biểu hiện ngoan ngoãn của cô, vừa lòng hạ lệnh phóng thích. Thẩm nhược dai như con thú hoang lao ra khỏi phòng, dùng tốc độ ánh sáng thu đồ chào mọi người rồi rời khỏi phòng, xuống tận bệt bắt một chiếc taxi ngoài cổng công ty đến sân bay. Mọi hành động của cô đều thu lại trong đôi mắt dịu hâu qua lớp kính phía bên trên tầng. Âu Dương Thiên thở dài quay lại bàn làm việc. Thẩm Nhược giai đến sân bay ngó nghiêng một cái liền thấy Giang Tiểu Mỹ đang ngồi vắt chéo chân trên vali. Nếu nói Thẩm Nhược giai mềm mại như nước, thì Giang Tiểu Mỹ lại trái ngược với cô nóng bỏng như lửa. Giang Tiểu Mỹ mái tóc nâu đỏ lượm sóng to ngang eo, khuôn mặt xinh đẹp sắc nét, kết hợp chiếc váy đỏ cúp ngực bó sát, thêm một chiếc áo khoác lửng đen. Cho dù cô xuất hiện ở đâu cũng trở thành trung tâm mọi sự chú ý bất kỳ người đàn ông nào đi qua cũng đều quay lại nhìn cô với ánh mắt chảy nước miếng. Tiểu Giai Giang Tiểu Mỹ lớn tiếng gọi cô. Tiểu Mỹ, thẩm nhược Giai chạy đến ông lấy. Cậu về rồi. Nhớ cậu chết đi được. Thẩm nhược dai vui đến sắp phát khóc. Để mình xem nào. Béo hơn rồi. Giang tiểu Mỹ véo má cô cười. Đi, chúng ta đi ăn gì đó mình đói sắp chết rồi. Giang Tiểu Mỹ nắm tay cô lôi đi. Chúng ta ăn lẩu cây được không? Thẩm Nhược Gai kéo tay Giang Tiểu Mỹ hỏi. Hả? Trước cậu đâu có ăn được cây. Hôm nay mình muốn ăn. Thẩm Nhược Gai chớp chớp đôi mắt tròn voi nhìn cô. Được thôi. Giang Tiểu Mỹ rất hào phóng đồng ý. Thẩm Nhược Gai gặp Giang Tiểu Mỹ là năm đầu đại học thẩm nhược giai ở thẩm gia mang tiếng là đại tiểu thư lại không có chút quyền lợi nào trước giờ trường học cũng là loại bình thường không phải thuộc trường thượng lưu lên đại học cũng là do cô tự lực bản thân thi đỗ bố mẹ giang tiểu mỹ cũng là quan chức nhà nước gia đình khá giả cô cũng được coi là nuông chiều từ bé hai người ở chung một phòng ký túc xá từ đó trở thành bạn thân sau này ra trường tình cảm hai người càng thêm thân thiết Thẩm Nhược Giai cùng Giang Tiểu Mỹ đến nhà hàng nhỏ gần chung cư Giang Tiểu Mỹ sống. Nhà hàng này được đánh giá rất cao trong bảng xếp hạng những nhà hàng nên ăn nhất thành phố S. Hai người gọi một nồi lẩu hai ngăn, một ngăn sữa, một cây. Giang Tiểu Mỹ nhìn Thẩm Nhược Giai thực sự có thể ăn món cây trong lòng đầy nghi vấn. Không lẽ không gặp nhau nửa năm, con người có thể thay đổi nhanh vậy sao? Tiểu Giai, lần này đi học mình nhận được rất nhiều thứ. Giang Tiểu Mỹ được công ty cử đi học tập ở tổng công ty bên nước ngoài 6 tháng. 6 tháng này quả thực là một trải nghiệm hiếm hoi quý giá đối với cô. Tiểu Giai Giang Tiểu Mỹ nhìn cô ngập ngừng. Sao vậy? Ở Mỹ mình đã gặp Lăng Bạch Ngôn. Thẩm Nhược Giai vốn gấp thức ăn luôn tay, bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt cũng trở lên lạ thường. Tiểu Giai à, giờ anh ấy rất thành công, còn sắp trở về cậu và anh ấy có thể. Dù sao hai người cũng là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Giang Tiểu Mỹ nhấn mạnh câu cuối. Mình có thai rồi. Thẩm Nhược giai từ tốn nói. Có thai thì đã sao? Hả? Cậu, cậu nói cái gì cơ? Có thai, có thai là thế nào? Giang Tiểu Mỹ hoảng hốt hét lên. Của ai? Không phải mình cậu, trứng tự nở được đấy chứ. Giang Tiểu Mỹ thực sự không tin nổi, nếu nói cô có thai còn có thể tin được, nói con nhóc này có thai, trời sập cô còn tin hơn. Là của Âu Dương Thiên. Thẩm Nhược Giai cúi đầu nói nhỏ. Ai cơ? Âu Dương Thiên là chồng của cậu sao? Hai người ly hôn hai năm rồi sao lại có thai? Câu chuyện này càng trở lên hát não người nghe. Giang Tiểu Mỹ có thông minh thế nào cũng không thể thông suốt. Thẩm Nhược Giai kể lại câu chuyện cẩu huyết đến nỗi cô cũng không tin nổi cho Giang Tiểu Mỹ nghe. Không phải nói, nghe xong câu chuyện hảo huyền đó khuôn mặt xinh đẹp Giang Tiểu Mỹ biến dạng đến độ nào, cô cầm cốc coca một hơi uống sạch, nhìn cô nhóc đối diện thực sự muốn bổ đôi não tàn của cô nhóc. Chuyện lớn vậy không nói cô lời nào. Sau khi Tang làm Âu Dương Thiên gọi điện về nhà báo cắt cơm, thì gọi Tiểu Tiêu ra ngoài hai người hẹn gặp nhau tại một quán bar quen thuộc. Căn phòng vốn đặt sẵn chỉ dành riêng cho hai người. Tiểu Tiêu là nhị thiếu gia họ Tiêu, Tiêu Dạ Minh ngoài mặt là công tử ăn chơi, thật ra anh ta còn mạng lưới ngầm vô cùng nhạy bén, người khác nhìn vào thấy cậu ta kẻ ăn chơi trắc tán. Âu Dương Thiên lại rất đề cao cậu ta, ngoài mặt thấy cậu ta lúc nào cũng ăn chơi rảnh rỗi, đơn giản vì công việc cậu ta làm vừa nhanh vừa gọn không tốn thời gian. Âu Dương Thiên đẩy cửa bước vào thấy Tiểu Tiêu hai tay ôm hai mỹ nữ uống rượu ăn hoa quả vui vẻ, vừa thấy anh hai mỹ nữ kia liền lập tức đứng dậy rời đi. "Anh à, anh đừng mỗi lần xuất hiện lại đuổi mỹ nữ của em đi được không?" Tiểu Tiêu ấm ức than phiền. "Chuyện tôi bảo cậu làm đến đâu rồi?" Âu Dương Thiên vốn không thèm quan tâm đến cậu ta, ngồi xuống ghế gác chân như ông hoàng nhìn thần dân bên dưới. "60% cổ phần thẩm thị tiểu tiêu làm bộ cung kính dâng lên. Anh à, thẩm thị không phải là nhà vợ của anh sao? Giờ chị ta còn có con với anh, không lẽ anh tính nuốt luôn cả tài sản nhà vợ sao? Không phải chuyện của cậu. Âu Dương Thiên bình tĩnh xem tài liệu, rất hài lòng gấp lại để sang bên. Được thôi, dù sao em cũng không hiểu nổi anh. Rốt cuộc anh tính sao với chị ta, có cho chị ta danh phận không? Tiểu tiêu vô cùng tò mò muốn xem anh sẽ làm cái gì đây? Danh phận. Đúng vậy, không thì anh giữ chị ta bên cạnh làm gì? Âu Dương Thiên nhìn tiểu tiêu, anh vốn không nghĩ chuyện này, cho cô danh phận sao? Là mẹ con anh, vốn không phải là vậy sao? Nếu anh thương chị ấy thì cưới về, sinh con đẻ cái là gia đình ba người hòa thuận, còn nếu không, ngay từ đầu anh bắt chị ta bỏ đứa bé là xong giờ anh xem bỏ không được sinh ra xong thì sao cho chị ta một số tiền rồi đuổi chị ta hay là anh muốn chị ta làm tình nhân của anh bao nuôi mẹ con chị ta tiểu tiêu ngà ngà say hỏi anh âu dương thiên trở nên trầm tư từ đầu anh vốn thấy nuôi đứa bé không phải chuyện to lớn gì hơn nữa nó vô tội còn cô thì sao không danh không phận đẻ ra đứa con sau này chia cắt mẹ con cô hay để cô suốt đời mang tiếng đều thiệt thòi trong lòng anh vốn có một người con gái khác chỉ tiếc rằng năm đó người con gái đó vì tương lai mà đi du học bao năm vẫn chưa quay về anh vẫn một lòng chờ đợi giữ một thân trong sạch lại nghĩ tới cơ thể mềm mại đó trong lòng mình cảm giác đó đúng là có chút không tệ nhưng còn cô cô nghĩ sao về anh có muốn cùng anh bước vào hôn nhân không tình yêu lần nữa không Câu hỏi này thực sự rất khó trả lời được. Hết phần 1, mời các bạn đón nghe vào ngày mai nhé. Nếu thấy hay, nhớ nhấn thích, bình luận và chia sẻ truyện nha các bạn. Cảm ơn các bạn.